kết đôi thành công rồi các bạn ơi. Video này mình sẽ hướng dẫn mọi người mua nhẫn để mà kết đôi nha. Hello mọi người, lại là mình Vũ Viking nè. Hôm nay thì mới vào đăng nhập vô game á. Mọi người thấy có thấy con tắc kè không? Thì có tổng cộng 9 con tắc kè mới nha mọi người ơi. Bản cập nhật lần này hình như là chưa có, đợi bản cập nhật tiếp theo mới có tắc kè sao ấy. Rồi đầu tiên thì mình sẽ đi mua nhẫn nha mọi người ơi, để review cho mọi người xem thử là kết đôi như thế nào nha. Các bạn chạy tới khu mua sắm và để cho mình ở giữa này, nó có chữ Lovering kìa, có cửa hàng Lovering kìa mọi người. Tới đây để mà mua nhẫn nha mọi người. Không biết là giá một chiếc nhẫn là bao nhiêu đây. Trời ơi, ở đây có bảo vệ nữa nè. À, chỗ này kiểu ra bán á đồ trang sức đó mọi người ơi. Cho nên là, ui giời ơi, mình nhảy vô đây luôn nha. Rồi, để xem là mình có gì. Nhẫn mới hả? Cửa hàng để cầu hôn người yêu, trở thành couple. Bạn có thể sử dụng để tặng nhẫn cho đối phương nè, ok. Ủa, hình như có mấy loại nhẫn luôn mọi người. À, cái này nó có hướng dẫn mọi người nè. Bạn có thể sử dụng hộp nhẫn trong túi để lên người đối phương gì nè, rồi tăng độ thăng mặt được các kiểu nè mọi người. Để mình mua mình test cho mọi người xem luôn. Chứ bây giờ đọc thì cũng mệt lắm. Test luôn. Ok, bây giờ xem với nha. Xem này, coi thử là có bao nhiêu nhẫn. Ok. Ủa trời ơi, 200 kim cương. Ủa trời ơi, 1000 kim cương. Ủa trời ơi, 2000 kim cương. Cái nhẫn tím này 2000 kim cương luôn mọi người ơi. Nhưng mà cái nhẫn tím có hiệu ứng gì nữa không ta? Sao mà mắc vậy trời. 2000 kim cương, à nó chỉ nhận 5000 điểm kinh nghiệm nè, nhận 50% điểm kinh nghiệm nè. À, nó chỉ tăng điểm kinh nghiệm lên thôi nha mọi người ơi. Thì nếu mà các bạn chưa muốn kinh nghiệm lên nhanh á, thì mua cái loại rẻ thôi, 200 kim cương thôi ha. Loại này thì được 2000 kinh nghiệm nè, với lại 20% kinh nghiệm nè, tăng khi mà độ thăng mặt tăng lên nha mọi người. Thôi mình mua cái rẻ thôi, chịu khó cày chay thôi nha mọi người. Review cho mọi người xem cái 200 kim cương nha. Thì mấy cái nhẫn kia thì nó cũng tương tự thôi các bạn ơi, nó chỉ là tăng điểm kinh nghiệm lên cho mọi người nhiều thôi. Rồi, mình sẽ sử dụng 200 kim cương của mình. Đôi sót kim cương quá, mọi người nhớ like video và đăng ký kênh nha. Mình đã review cho mọi người xem đó. Nhớ ủng hộ mình bằng cách là like video và đăng ký kênh nha. Rồi luôn, hình như là nhắn vô chiếc nhẫn là nó sẽ hiện lên những người online nha mọi người ơi. Những người bạn của mình đang online nha. Để mình on nhạc phụ của mình vô đã. Rồi, on phụ của mình on rồi. À, online luôn nè. Mình nhắn vô đăng ký kết đôi nè mọi người. Nhắn vô nhạc phụ nha. Rồi, đợi 5 giây. Rồi bên nhạc phụ là mọi người nhắn đồng ý nha các bạn. Bên nạp phụ là các bạn nhắn đồng ý nha, à của đối phương á. Rồi bây giờ mình sẽ hình như là phụ. Ô, tới luôn nè mọi người. Bây giờ thì mình sẽ tặng nhắn cho ạc phụ của mình nha. Nếu mà các bạn có người yêu thì cái người yêu tặng cho mọi người. Đây, thì khi tặng á, thì ạc phụ của mình, người yêu á, thấy biểu tượng cái nhắn và nhắn cho mọi người. Lúc này thì mình đã kết đôi thành công nha các bạn ơi. Ô là trời, nhưng mà tốn 200 kim cương lần đó. Tốn 200 kim cương lần mọi người nha. Rồi thành công rồi á, thì các bạn sẽ nhận được một cái nhẫn đôi bạc. Và trên tên của mọi người là hiện tên của đối phương nha. Bây giờ thì vào trong profile của mọi người á, thì tên của đối phương hiện lên màu hồng nha mọi người. Và bên góc trái nè, mọi người sẽ nhắn cho cái avatar này để làm nhiệm vụ tăng cái độ thăng mặt lên nha. Ở bên phải này thì các bạn sẽ thấy một cái menu đổi tên couple nè, thay đổi mô tả, rồi chia tay nữa, trời đất ơi. Bên trái thì các bạn nhắn vô trái tim thì nó sẽ hiện ra nhiệm vụ để cho mọi người làm nha. Tăng cái độ thăng mặt lên level cao thì các bạn sẽ nhận được một cái hành động mới nha. Sẽ có hành động để cho mọi người nhận. Rồi mình xem lại cái menu nè. Đổi tên couple, à là các bạn có thể là đổi tên được nha. Vũ Viking Bio, Vũ Viking này các bạn có thể đổi tên được miễn phí lần đầu tiên. Và cũng có thể đổi được giới thiệu bản thân luôn nha. À được thế nhờ, không thích thì chia tay nha mọi người. Khoảng 7 ngày sau thì mới chia tay được nha. Trời ơi, tốn 200 kim cương mà. Hình như cái nhẫn đó đi theo mọi người biết luôn á. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi làm nhiệm vụ, coi thử là tăng độ thăng mặt lên nha mọi người. Nhiệm vụ đầu tiên là thả tim cho đối phương nè. Nhiệm vụ thứ hai là mình ghé thăm nhà nha mọi người ơi. Ghé thăm nhà cũng tính là nhiệm vụ luôn nha. Nhiệm vụ thứ ba là chăm sóc thú cưng và tưới nước cây giùm. Đó là hai nhiệm vụ tiếp theo nha các bạn. Rồi mình hoàn thành luôn ha. Ôi, nói chung mấy nhiệm vụ này cũng dễ. Rồi để vô nhận điểm coi như thế nào. Rồi hiện tại thì chưa lên được level 1 nha, 460/570 rồi. Còn nhiệm vụ hãy chơi tiệc cùng nhau đó nè, sử dụng biểu tượng cảm xúc nữa. Hãy gặp nhau ở sử dụng hiệu ứng nữa nè. Đây thì mấy cái này nằm trong ở chỗ biểu tượng cảm xúc có hết nha mọi người ơi. Một xíu nữa mình sẽ chỉ mọi người cách lấy luôn nha. Đây thì thế nè, đó, hôn nè, thả tim nè. Rồi tim tay nè. Ôi quá trời luôn, quá trời biểu tượng cảm xúc luôn mọi người ơi. À trên đây còn có hành động nữa nè. Trời ơi, túm tiệm trời. Cầm quay vòng vòng nha mọi người. Ô là trời. Tiếp tục coi có gì không. Bé nè mọi người. Rồi hành động gì nữa. Gối đầu gối nè. Nằm gối đầu gối nè các bạn. Rồi tính nhất là cái hành động này nè mọi người ơi. Trời đất ơi, cổng đó nè.
Ôi cổng đây mọi người ơi, quá trời hành động xịn luôn. Mọi người biết lấy cái này ra đâu không? Ở trong phần đổi quà cho mọi người ơi. Trước tiên là mọi người đi kiếm xu ha, một xíu mình sẽ hướng dẫn mọi người đi làm nhiệm vụ kiếm xu. Xong rồi các bạn sẽ đổi được những vật phẩm biểu tượng cảm xúc này mọi người. Đó, quá trời luôn ha, quá trời luôn. Rồi để mở hộp thư trong quà tặng ngày hôm nay cho mọi người ơi. 2.000 tiền sao, một cái vé coupon để mình xíu mình vô mở thử luôn. Hộp đá quý may mắn nè, 5 kim cương à. À, nhập hành cho ba trăm su tim nha, su tình yêu nha. Hộp quà bính lớp cái xe. Ôi trời ơi, súng mà mình chưa có súng mà mình chưa có xe. Rồi coi trong cửa hàng hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái vé đó luôn để mà mở hộp bốc thăm mới luôn nha. Để xem một cái căn đẩu văn này thì tốc độ 3.5. Ôi cái này là phương tiện nha mọi người ơi, tăng tốc là 7 nha. Nói chung là tốc độ không nhanh. À, nguyên một bộ đồ. Ui, áo sen đầy xương khói này, dễ thương thế. Áo sen nè mọi người. Rồi đồ cũng dễ thương á, rồi mình sẽ mở thử đi. Được gì đấy mọi người ơi? Bốc thăm tiên. Được cái băng đô luôn. À, cũng được, cái băng đô này cũng dễ thương nè mọi người ơi. À, một vé coupon miễn phí nha, không biết là mọi người đã ra gì nữa, để lại bình luận phía bên dưới nha. Rồi, hôm nay á, thì mọi người sẽ có một cái nhiệm vụ đó là hãy tìm couple trên đảo Kaya. Đấy, sẽ có nhiệm vụ cho mọi người làm nha. Một xíu nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết luôn. Rồi, các bạn sẽ nhận được khi mà hoàn thành là cánh tim mini nè, là trời dễ thương. Băng đô tim vỡ hoa dễ thương luôn. Và một cái hộp kỷ niệm coupon bí mật nha mọi người, không biết mở cái này được cái gì ta. Xịn sò thế. Ui, nè đồ này quá trời là đồ nè mọi người. Một xíu mình sẽ hướng dẫn mọi người làm nhiệm vụ sau nha. Những cách kiếm xu tim là hồi nãy thì các bạn nhận trong cái hộp quà và nhập hành cho mọi người 300 xu rồi. Rồi làm nhiệm vụ của Dina nè, thực hiện nhiệm vụ của Gong Ju Hoon nè. Rồi giúp cái ông bán đồ chơi nè. Rồi bắt tim tình yêu lơ lửng trên đảo Kaya nè. Hoàn thành phần thưởng miễn phí nè. Ở trong đây nè. Ủa sao lỗi rồi, hôm nay lỗi cái nhiệm vụ này rồi nha, không nhận được nè. Vậy là ngày mai mới nhận được cái nhiệm vụ này ha. Đây là những cách kiếm xu tim nha mọi người. Rồi, quan trọng là cái này nữa. Xịn xò. À, trong hộp quà này chứ. Hộp quà đầu tiên thì các bạn sẽ nhận được biểu tượng cảm xúc thả tim nè, với lại một cái mannequin nha mọi người. Hộp quà thứ hai, ui dễ thương, một con gấu bông pastel, sneaker trái tim nữa nè, dễ thương thế nha. Cuối cùng là các bạn sẽ nhận được một chiếc xe đạp nữa nè. Wow, xe đạp rung động. Ui, hai chỗ nha mọi người ơi. Sự kiện lần này hơi bị xịn luôn nha. Mọi người nhớ vào để nhận nhiệm vụ nha. Rồi tiếp theo nữa đó là trong phần quà tặng á, thì sẽ có đồ thỏi vàng, đồ carbon này các bạn. À, đồ carbon chứ. Đây một cái băng đô nè. Ui, băng đô đẹp nha mọi người. Băng đô có con mèo trắng và một con mèo đen nè. Ơi xịn thế nha. Rồi bạn nào muốn nhận đồ kim cương hay là thỏi vàng gì nhớ để lại bình luận phía dưới nha. Đủ carbon nha các bạn, nhớ để lại bình luận phía dưới. Mà đừng quên like video này và đăng ký kênh cho mọi người. Và hẹn mọi người ở video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn mọi người làm nhiệm vụ. Bye bye.